Đấy, sả nó dính vào miếng thịt nha các bạn nhá. Ớt thì nó cay cay rồi. Cơm nóng này. Vâng, xin chào mọi người quay trở lại với kênh của cậu Bờm TV. Mình là Bờm đây. Chả là mấy ngày hôm qua thì bận quá không có thời gian nấu cơm các bạn ạ. Toàn linh tinh thôi, bún phở xôi đấy. Nên là thèm cơm lắm rồi. Hôm nay ở nhà cuối tuần cũng chiều mưa nữa, nên là sẽ tranh thủ vào bếp nấu bữa cơm cho mình ăn. Nhìn trong tủ lạnh thì chỉ có miếng thịt này và có đủ gia vị như là sả, riềng, gừng, ớt đấy, nên là Bơm sẽ làm cái món này các bạn nhé. Món gì thì các bạn theo dõi sẽ biết nhá. Đầu tiên là thịt ba chỉ đấy, các bạn rửa sạch thái nhỏ này, đấy, sắt cái miếng như này. Sau đó các bạn chuẩn bị cho Bơm một cái chảo, cho thịt vào chảo nhá. Các bạn sẽ đảo đều đi, đảo đều thịt như kiểu là chúng ta rán đấy, chiên đấy. Chiên chiên cho nó kiểu nó ra bớt mỡ đi. Nhưng mà nhìn miếng thịt này thì chắc nó cũng ít mỡ để ra. Thịt ba chỉ này nhìn ngon mà. Ông nhưng mà cũng làm cho nó cháy cạnh này, để tạo cái màu đẹp cho thịt nó vàng vàng đấy. Đấy các bạn nhìn này. Các bạn phải canh nhá, canh đừng để thịt cháy quá thì nó sẽ bị khô á. Miếng thịt này thì ba chỉ thì nó có cả mỡ, cả nạc, cả da đấy, cả bì đấy, thì ăn nó sẽ vừa mềm, cái mềm của cái thịt mỡ đấy, vừa giòn của cái da cái bì ấy, và giòn dai của cái thịt nạc, tức là nó vừa béo béo ngậy ngậy các kiểu ấy. Ngon lắm, nên là các bạn để ý một chút thì cho cái thịt nạc nó không bị cháy quá. Đấy thì các bạn xem cái màu, các bạn muốn ăn màu nó đậm hơn thì để lâu hơn nhé, còn như Bơm như này là vừa rồi. Bơm sẽ vớt thịt ra đấy, vớt thịt ra và sau đó là chúng ta chuẩn bị làm bước tiếp theo. Cái chảo dầu này thì Bơm vẫn để nguyên này, sau đó là cho hành, cho gừng này, hành tím này, gừng này, sả này, và một chút tỏi đấy vào. Chúng ta sẽ xào thơm lên nhá, phi thơm lên. Nếu mà nhiều dầu quá, cái thịt nào nó nhiều dầu mỡ quá thì các bạn có thể bỏ ra ngoài bớt nhá, không nó sẽ béo lắm, béo lắm, đến lúc chúng ta ăn thì nó sẽ ngấy á, và ăn béo nhiều thì cũng không tốt đấy. Như Bơm thì có ít, có một ít dầu mỡ này thì Bơm để nguyên vậy đấy. Xào thơm lên các bạn, phi thơm để gia vị lên, khi nào mùi nước mũi này thì chúng ta bắt đầu lại cho thịt vào, chúng ta xào tiếp nhá, đảo đều đi. Ở cái món này thì các bạn ăn mà với cơm nóng này, trời mưa thì rất chi là tuyệt vời luôn, thực sự luôn đấy. Bây giờ Bơm sẽ cho nốt cái gia vị còn lại, đó là một chút xả băm nữa và một chút ớt. Bạn nào ăn được nhiều ớt thì cho nhiều ớt, bạn nào không ăn được ớt thì cho ít thôi. Ngoài ra có thể cho thêm hạt tiêu nhé, các bạn ăn thì cho hạt tiêu xay, nhưng mà Bơm thì chắc là lát nữa nấu xong thì Bơm mới cho hạt tiêu xay vào các cho nó đẹp. Bây giờ nêm nếm một chút gia vị này, cho một ít đường này, Bơm cho đường phèn nhé, các bạn có thể cho đường cát, đường trắng tinh nhé. Và bây giờ nấu ăn thì hay cho đường phèn này, rồi nêm thêm một chút mì chính này, hạt nêm này. Đấy, cho thêm một chút hạt nêm này, muối này, và đặc biệt cái món này thì các bạn phải cho thêm một chút nước mắm các bạn nhé. Đấy, nước mắm, Bơm cho cái loại nước mắm mắm mặn đấy, mắm mặn. Cái mùi mắm thì ban đầu hơi khó chịu nhưng mà sau nếu chúng ta nấu kết hợp với các gia vị này thì thơm, tạo ra những món ăn thơm ngon lắm, chứ nó không khắm 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 đâu nhá. Sau đó đảo đều các bạn nhé. Đấy, đảo đều và chờ đợi thêm khoảng 4 đến 5 phút là được. Đấy, bây giờ cái mùi mắm và mùi gia vị nó cũng dậy mùi á, cảm giác nó cồn cào cái bụng này các bạn ạ. Vài hấp dẫn chưa?
tiếng xì xèo á. Đó, xong rồi cái mùi hương nó lan tỏa lên nữa. Màu sắc thì cũng tạm được đi. Không phải là đẹp lắm nhưng mà cũng tạm được rồi các bạn nhỉ. Trời ơi. Các bạn không biết đâu, cái mùi xà này, mùi gừng này, mùi tỏi này, cái mùi nước mắm ấy. Xong kết hợp lại tuyệt vời lắm. Sau khi thịt chín thì các bạn sẽ cho thêm một ít lá rau thơm, đó là rau mùi đấy, rau mùi tàu đấy, và một ít hành hoa. Đấy, thịt lợn thì bao giờ cũng có hành hoa các bạn nhé. Đấy, đảo đều một chút cho cái mùi thơm của lá rau thơm nó quyện vào thịt. Wow. Bây giờ thì thực sự là không chịu được nữa rồi các bạn ạ. Bạn phải nếm thử một miếng này. Hơi nóng một chút nhưng mà ngon các bạn. Miếng thịt nó béo, thơm. Đi rồi. Nói chung là chấm hết. Các bạn ơi, Bơm đã làm xong cái món thịt rang xả ớt rồi này. Bây giờ sẽ ăn cơm nóng nha các bạn nhé. Wow. Cơm nóng bốc khói, trời mưa mưa lạnh lạnh này mà có cái món thịt rang xả ớt này ăn với cơm nóng thì thôi rồi các bạn ạ. Đứng ăn luôn trên bếp này. Đấy, cơm lười luôn. Vừa cơm xiên cơm lười mà đỡ phải nấu, đỡ phải rửa nồi các bạn. Đỡ phải rửa thêm một cái bát nữa nhá. Đấy này, nhìn này. Rồi ôi. Đấy thì ngon quá. Đấy, xả nó dính vào miếng thịt nha các bạn nhá. Ớt thì nó cay cay rồi. Cơm nóng này. Thịt nó béo các bạn ạ. Miếng thịt có mỡ nó béo này. Cái thịt nạc thì nó giòn. Xong rồi là xả nó thơm mà ớt nó hơi the cay cay nữa. Đấy. Này thì chắc phải ăn hết cả nồi cơm mất các bạn. Mời các bạn nha. Ngon quá. Có thể cưỡng lại được. Ăn cái miếng mơ mơ tí các bạn. Đây chỉ có mấy miếng này hết bát cơm này các bạn ạ. Này thì cực kỳ đưa cơm luôn. À. Các bạn làm theo công thức của Bơm nhé. Làm theo công thức của Bơm này có cái món ăn đơn giản mà ngon nhé. Tuyệt vời luôn các bạn ạ, chắc Bơm phải ăn hết cái chảo này luôn. Các bạn có thời gian cứ làm theo của Bơm nhé. Chỗ nào mà chưa hợp lý thì các bạn có thể đóng góp. Đấy, đóng góp ý kiến của mình để chúng ta có một cái công thức nấu ăn hoàn chỉnh hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ các video của Cực Bơm. Xin chúc mọi người thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye.